Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Thụ sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là cái cách mà để chúng ta có thể kích hoạt cái đồng pi này nhé. Ví dụ như là bây giờ là 7 giờ 27 phút thì Thụ bắt đầu kích hoạt. Thì đúng là 7 giờ 27 phút sáng hôm sau thì Thụ lại phải kích hoạt tiếp một lần nữa nhé các bạn. Tức là một ngày ấy, mình chỉ cần dành khoảng tầm vài giây để mình kích hoạt nó thôi. Sau đó mình thoát ra là được các bạn nhé. Bạn muốn kích hoạt ấy, thì đồng pi nó bảo là bạn hãy bấm vào đây để kích hoạt. Thì bạn bấm vào nhé. Khi mà bạn bấm vào ấy thì nó hiển thị như thế này. Thì đây chính là cái để tăng tốc độ đào lên bạn nhé. Tăng tốc độ đào lên là 0,2 pi trên giờ. Tại sao lại có điều này? Khi mà bạn làm cái vòng tròn bảo mật ấy thì lát nữa mình sẽ nói luôn là bạn sẽ có thêm 0,2 pi trên giờ tốc độ đào nhé. Thì bạn đồng ý đây, bạn bấm vào chỗ mai này. Rồi vậy là xong nhé. Vậy thì mình đang đào đây. Hiện nay đang có 6 trên 9 người đang hoạt động. Tốc độ đào là 0,98 pi trên 1 giờ. Đấy thì là những người nào chưa hoạt động ấy thì mình có thể bấm vào cái ping này để nhắc nhở họ. Khi mà họ thấy hiển thị trên điện thoại của họ ấy thì là họ sẽ bấm vào nhé. Còn họ như người ta báo như này ấy thì là 6 giờ nữa mình mới có thể là sử dụng tính năng này nữa. Thì mình như vậy thì mình phải nhắn tin với những người này. Mình phải nhắn với những người này để người này kích hoạt đồng pi này lên. Thì ấy, mình phải có Facebook hoặc Zalo hay số điện thoại của họ để mình có thể nhắc nhở họ nhé. Rồi vậy thì ấy, để mà thêm được 0,2 pi trên một tiếng đào ấy thì bạn vào cái phần này này, đó là vòng tròn bảo mật. Đấy thì là add những cái người mà bạn tin tưởng vào đây, để sau này ấy, người ta không may mà mình quên tài khoản hay là mình có một vấn đề nào đó thì mình có thể liên lạc với những người này để là lấy lại tài khoản hoặc là để là truy xuất một cái gì đó. Rồi để mà add được cái vòng tròn bảo mật này thì bạn vào cái ba gạch này, bạn vào earn pi này, sau đó vào là exit treasury. Rồi, giờ bạn add vào thôi. Bấm vào cái add đây. Đây, những cái người bạn giới thiệu hoặc là người giới thiệu ra bạn. Hoặc là những người mà bạn lưu số điện thoại nó ở trong này nhé. Rồi bạn nhớ nhé, cứ 24 giờ thì bạn lại vào cái này, bạn kích hoạt nhé. Bạn chỉ cần bấm cho nó thành màu xanh thôi. Đang màu đen thành màu xanh là ok rồi. Là nó lại là bắt đầu đào cho bạn. Đây, đang nhảy đây. Đấy. Rất là đơn giản nha bạn. Một ngày gắng là khoảng tầm 5-10 giây là bạn có thể kích hoạt xong rồi. Và bạn nhớ cái thời gian cố định đấy. Ví dụ như mình vừa rồi mình kích hoạt lúc 7 giờ 28 phút sáng. Thì đúng 7 giờ 28 phút sáng ngày mai là mình sẽ bắt đầu mình vào mình lại kích hoạt tiếp. Mà thường ấy, nó sẽ báo lên cái điện thoại. Và nếu mà không báo thì bạn hãy nhớ cái thời gian mà để bạn vào nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn nhé. Và mình sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo.